Xin chào quý các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý các bạn cài đặt chiếc camera H3 5B 3K này quý nhé. Chúng ta đi cắm điện cho chiếc camera. Đây quý vị các bạn, đây là phần bọc của chúng ta, có thể bỏ ra và cứ để lắp xong, chúng ta cài đặt xong và lắp đặt xong thì chúng ta hãy bỏ ra, tránh việc xước sát cái mặt kính của chiếc camera. Và chiếc camera đang được khởi động quý nhé, và đang đèn nháy đỏ thì quý vị các bạn hãy đợi đèn nháy xanh thì chúng ta bắt đầu đi cài đặt chiếc camera H3 5B 3K này quý nhé. Và tí nữa chúng ta cùng cài đặt xong thì đi trải nghiệm cái hình ảnh thực tế. Cái đèn nháy xanh liên tục này thì các bạn thì hãy bắt đầu đi cài đặt quý nhé. Cái đèn nháy xanh như này thì chúng ta là hiện tượng, có nghĩa là thông đèn thông báo là chiếc camera chưa được kết nối wifi hoặc là chưa có mạng quý nhé. Và bây giờ chúng ta vào điện thoại để chúng ta đi cài đặt chiếc camera. Và hôm nay bây giờ mình sẽ cùng nhau đi cài đặt chiếc camera H3 ở trên điện thoại Android quý nhé. Và các bạn chưa có tài khoản hay chưa có phần mềm thì các bạn vào phần CS Play, các bạn tìm kiếm phần mềm là EZVIT quý nhé. Và chúng ta tìm phần mềm EZVIT ở trên điện thoại đây, Android. EZVIT. Và các bạn bấm chọn vào, các bạn bấm chữ cài đặt. Và quý vị các bạn hãy chọn cái wifi nào mà muốn camera kết nối, và cái wifi đó là wifi mạnh nhất và băng tần 2.4G quý nhé. Chiếc camera H3 5B 3K này là, đây các bạn bấm cài đặt lại này, yêu cầu là băng tần 2.4G thôi nhé, 5G là không kết nối được quý nhé. Các bạn lưu ý giúp mình và phần mềm đã được cài đặt, và các bạn đợi phần mềm thông báo có chữ mở thì chúng ta hãy bấm vào chữ mở. Đây phần mềm đã xong và chúng ta bấm vào chữ mở này. Android thì nó giao diện nó như thế này, và các bạn hãy tạo cho mình một cái tài khoản bằng số điện thoại quý vị các bạn muốn đăng ký. Các bạn hãy bấm chữ tạo một tài khoản mới, và các bạn hãy chọn vào chọn vào cái số điện thoại các bạn muốn đăng ký, chọn vào cái biểu tượng điện thoại, các bạn chọn đến Việt Nam. Các bạn có thể là bấm chữ V luôn hoặc là các bạn kéo quý nhé, bấm lưu. Và các bạn hãy đặt tên cho mình như là Tư Hà Com chẳng hạn. Khu vực mình đã chọn Việt Nam rồi, bấm lưu. Và các bạn hãy đăng ký cho mình một số điện thoại, ví dụ như là số điện thoại là 9, ví dụ số điện thoại của bạn là 0968 949081 chẳng hạn, thì các bạn hãy bỏ số 0 ở đầu đi, các bạn bấm chữ tiếp tục, các bạn bấm tôi đồng ý, và các bạn hãy đánh mật khẩu. Các bạn lưu ý là 8 đến 16 ký tự, 3 ký tự in hoa, in thường và các ký tự ký hiệu đặc biệt, ví dụ như là ABCD 124 này các bạn, hoặc là tên các bạn có chữ dấu viết hoa và cùng ký tự đặc biệt, và các bạn bấm tạo tài khoản. Và quý vị các bạn hãy đợi cái phần mềm, đợi cái server của hãng gửi một cái mã xác thực về cho quý vị các bạn. Các bạn hãy đánh vào 15 GE thì các ký tự các bạn đánh y hệt giúp mình, bấm áp dụng, và các bạn hãy vào phần mềm, quý các bạn hãy đợi vào phần tin nhắn của cái số đăng ký các bạn muốn đăng ký, nó gửi về là 68 6833
6833. Không đúng. Các bạn hãy nhập lại 6833. Đấy, quá trình đăng ký của một tài khoản EasyFit ở trên điện thoại bằng số điện thoại Android thì đã thành công, và các bạn có thể liên kết với Gmail hay là về trang chủ, và chúng ta hãy bấm chữ không phải bây giờ. Đấy là mình đã hướng dẫn cách các bạn đăng ký một tài khoản, và bây giờ chúng ta hãy đi cắm điện cho chiếc camera kiểm tra xem là chúng ta hãy đi kết nối với nhá cho chiếc camera H353K này, và chúng ta hãy bấm dấu cộng gắn thiết bị và chúng ta bấm vào mục camera. Các bạn nào bấm trong trong khi dùng ứng dụng, và chúng ta hãy đi đưa điện thoại vào chỗ cái mã vạch tem của cái con H3 này. Phần tem của cái sản phẩm H3 này nó ở gần thân, gần cái chân đế của chiếc camera của nhá. Và các bạn bấm tích vào. Tôi đã bật nguồn thiết bị, bấm kế tiếp. Và chúng ta hãy bấm khởi động. Và chúng ta báo là chiếc camera này hiện tại đang là nháy xanh liên tục. Thì các bạn bấm vào đèn nháy nháy màu xanh dương, màu xanh này, bấm kế tiếp này. Các bạn hãy mở vị trí cho phép. Và các bạn bấm vào trong khi dùng ứng dụng. Và các bạn hãy chọn cái wifi mà chúng ta muốn camera kết nối. Lưu ý là wifi băng tần 2.4G. Các bạn đánh chuẩn xác mật khẩu wifi. Các bạn bấm kế tiếp. Quý vị các bạn hãy chọn lựa chọn là bấm chữ kết nối. Và quý vị các bạn hãy bật volume điện thoại to lên để gần chiếc camera và wifi. Khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta hãy để xa khu vực nhau. Và quý vị các bạn hãy đợi chiếc camera H353K này nó kết nối wifi cho, và chúng ta gắn vào tài khoản. Và chúng ta đây như thế này, chúng ta hãy đặt tên cho chiếc camera các bạn mong muốn, ví dụ như là đang kết nối tới wifi, vui lòng đợi. Các bạn nghe thấy không, việc cái kết nối wifi các bạn hãy đặt kết nối tới wifi. Và các bạn bấm chữ kế tiếp. Và quý vị các bạn hãy đợi 100%. Đấy, đã đăng ký nền tảng EasyFit liên kết tài khoản. Đây là bước đăng ký platform thành công. Bước kết nối cam cho nhận wifi gắn vào tài khoản của nhé. Cấu hình thành công, chào mừng bạn đến với EasyFit. Đấy, các bạn thấy báo thành công đúng không? Và quý vị các bạn hãy bấm chữ kế tiếp để chúng ta, bây giờ chúng ta hãy lựa chọn là múi giờ 7 cộng 7 này, định giờ ngày giờ này, bấm chữ kế tiếp. Và các bạn hãy đánh mật khẩu cho thiết bị, ví dụ như là 4hcom chẳng hạn. Các bạn hãy xác nhận hai cái đấy, gõ lại mật khẩu của quý vị các bạn. Đây là mật khẩu của thiết bị quý nhá. Các bạn bấm tích. Cái này nó báo là các bạn sẽ không được vì các bạn không có ký tự, không có chữ số, không đủ 8 đến 16 ký tự. Đấy, như thế này là đã đủ rồi nhé. Các bạn bấm đã sửa xong, bấm chữ OK. Và các bạn hãy bấm chữ kế tiếp để chúng ta vào phần bên trong cài đặt của chiếc camera. Và thì cái này nó sẽ thông báo là các bạn có dùng thử cloud hay không, thì các bạn hãy sẽ không và bấm chữ X ở trên màn hình. Và chiếc camera H3 50 50 3K này đã được gắn vào tài khoản. Và chúng ta cùng xem bên trong
Rồi, bây giờ chúng ta xem hình ảnh của chiếc camera H3 50 này. Chúng ta tích đúc vào chiếc camera đó và nó sẽ báo. Các bạn có thể là cái lúc chỗ nó thông báo là các bạn hãy khởi tạo thẻ nhớ hay không thì các bạn có thể là bấm luôn. Đấy, mình sẽ ví dụ các bạn nhé. Đây, các bạn bấm vào đây, bây giờ nó sẽ không hỏi lại nữa. Thì trước tiên chúng ta hãy khi gắn được vào mà nó không hiện vào cái mục gợi ý là các bạn hãy khởi tạo thẻ nhớ ấy, thì các bạn sẽ bấm vào giữa cái hình ảnh camera các bạn vừa cài đặt xong và các bạn hãy bấm chữ lục giác, bấm chữ lục giác, lục giác trên cùng bên tay phải, và các bạn bấm vào phần danh sách bản ghi. Các bạn nhìn thấy cái mục thẻ nhớ chưa? Thẻ nhớ chưa được định dạng, các bạn bấm vào đó và các bạn bấm định dạng, các bạn bấm OK. Quý vị các bạn, trong quá trình format định dạng thẻ nhớ thì các bạn hãy đợi 100% thì chúng ta hãy back ra nhé. Không thì chiếc thẻ nhớ sẽ không được format hoàn toàn để chúng ta nhận ghi dữ liệu của cái camera đâu. Phải định dạng thiết bị lưu trữ trước khi ghi hình 31%. Và như thế này là chiếc thẻ nhớ của các bạn là chạy tốt, bình thường. Thế này là đã format thành công và chiếc thẻ nhớ này đã được nhận vào để chúng ta ghi hình. Và chúng ta back ra, và chúng ta back ra, back ra. Đây là cái hình ảnh thực tế quý nhất. Các bạn muốn phóng to hình ảnh của chiếc camera thì chúng ta có thể xoay nghiêng cái điện thoại thì chiếc camera nó sẽ phóng to hình ảnh cho quý các bạn và quý các bạn. Và quý vị các bạn muốn phần vào cài đặt của chiếc camera thì các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải nha. Đấy. Đấy, mình đã hướng dẫn quý vị các bạn cách cài đặt và kết nối chiếc camera EZFit H3 50 3K này quý nhé. Và mình xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video hướng dẫn cài đặt của chiếc camera H3 50 3K này. Và hẹn quý vị các bạn ở video phần trải nghiệm thực tế các chức năng và tính năng của cái chiếc camera H3 50 3K này ở video tiếp theo quý nhé. Quý vị các bạn thấy video hướng dẫn cài đặt và cài đặt của chiếc camera H3 50 3K này bổ ích thì các bạn hãy bấm giúp mình một like và chia sẻ giúp mình những cái video này cho những người chưa biết quý nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký để nhận được những video, và khi mình sản xuất video mới thì các bạn có thể nhận được ngay những cái video bổ ích cho quý các bạn khi sử dụng những chiếc camera an ninh như EZFit hay iMount hay Hikvision hay Dahua quý nhé, và một số cái kinh nghiệm về kỹ thuật của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn ở video phần trải nghiệm thực tế của chiếc camera H3 50 3K này quý nhé.